Sao Chelsea cay cú khi Manchester United ăn mừng bàn thắng? Enzo Fernandez không hài lòng khi cầu thủ Manchester United ăn mừng pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 của Bruno Fernandes. Phút 73, Manchester United được hưởng quả phạt đền sau tình huống Wesley Fofana đốn ngã Bruno Fernandes trong vùng cấm. Từ cự ly 11m, thủ quân Man United dễ dàng đánh lừa Kepa Arrizabalaga, qua đó nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Trong khi cầu thủ Man United ăn mừng bàn thắng thứ 3 ở ngay sát khung thành, Enzo có hành động cay cú. Anh huýt vào vai Jadon Sancho, sau đó tiếp tục có lời qua tiếng lại với đồng nghiệp bên phía Quỷ Đỏ. Ngay lập tức, Tael Malacia và Fred lao đến bảo vệ Sancho. Bộ đôi số 12 và 17 tỏ thái độ gay gắt. Malacia thậm chí còn nắm cổ áo của Enzo để giằng mặt, để rồi phải nhận thẻ vàng. Việc cầu thủ Manchester United ăn mừng cuồng nhiệt sau khi có bàn nâng tỷ số lên 3 không được cho là nguyên nhân khiến Enzo khó chịu. Cầu thủ đắt nhất lịch sử Premier League có màn trình diễn khá tốt. Tuy nhiên, một mình anh là không đủ để gồng gánh tập thể Chelsea rệu rã. Mất phương hướng ở mùa giải năm nay, Chelsea thua 1-4 tại Old Trafford và nối dài mạch phong độ thảm họa dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard. The Blues chỉ thắng vỏn vẹn 1 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, qua đó có lần đầu tiên sau 27 năm kết thúc mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.